Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bitcoin. Thế nay mình sẽ cập nhật lại cái chiến dịch của Zekabrite, đó là Zekabrite Bandakin nha các bạn. Thì hiện tại thì chiến dịch này nó đã kết thúc, thì nó đã cho chúng ta đó là mint một cái NFT, đó là Bandakin, là Legendary, là một cái NFT huyền thoại á. Ok, thì trong cái chiến dịch này thì đối với là có bull thưởng là 150.000 đô. Thì nó sẽ diễn ra, thì cái thông tin diễn ra như sau. Thì từ ngày thì nó diễn ra cái chiến dịch Bandakin này, thì nó diễn ra từ ngày nó sẽ kết thúc vào ngày 25 tháng 9 nha. Thì nó kết thúc hôm qua rồi. Đấy. Thì bắt đầu min Bandakin thì nó diễn ra vào ngày hôm nay là ngày 26. Thì ngày 26 tháng 9. Tiếp theo đó là thời gian kết thúc để min, đó là ngày 3 tháng 10 thì anh em sẽ kết thúc, thì nó sẽ kết thúc cái việc mint, đó là cái NFT hiện thoại Bandakin này. Đấy. Và tiếp theo đó là tới ngày 4 tháng 10 thì nó bắt đầu random nha. Thì nó bắt đầu đó là random hay là gì đó, là bắt đầu nó chia sẻ phần thưởng bắt đầu. Thì tiếp theo đó là tới ngày 8 tháng 10 thì cái phần cái lựa chọn cái random của họ sẽ kết thúc, và tới ngày 9 tháng 10 thì nó sẽ phân phối cái phần thưởng này nha. Đây đó, ok. Thì trước đây một tháng trước thì mình cũng đã có hướng dẫn mọi người đó là thu thập cái NFT Bandakin này rồi. Thì trước đây bạn nào mà đã thu thập thì bây giờ các bạn có thể là vào để các bạn làm min, sau đó thì đợi nó snapshot và nó random thôi nha. Đấy, thì hiện tại hình như là làm hết được rồi các bạn. Bạn nào chưa làm thì có thể là bỏ qua, còn bạn nào làm rồi thì bây giờ vào min cái NFT điện thoại thôi. Ok, thì để min thì các bạn quay trở lại trên ví MetaMask của các bạn. Các bạn chuyển đổi sang mạng lưới BSC nha. Mạng lưới BNB Chain á, mạng lưới BSC. Thì các bạn cũng cần phải chuẩn một ít phí cái đồng BNB này để chúng ta đó là làm phí giao dịch nha. Ok, thì sau đó thì các bạn quay trở lại với Zekabrite Loyalty này. Các bạn connect vào lại cái ví MetaMask của các bạn thôi, trên mạng lưới BSC. Sau đó thì các bạn xin ký trên ví luôn nha. Ok, sau đó thì ở mục Loyalty này thì các bạn chọn mục Loyalty này, sau đó các bạn kéo xuống bên dưới, các bạn sẽ thấy được cái mục nó đã mở, đó là Bandakin nha, các bạn nhấn vào. Thì hiện tại website này nó khá lắc nha các bạn. Bạn nào mà vào không được á thì có thể là fail IP sang một cái nước khác để các bạn là vào được thôi nha. Hiện tại cái web này nó khá là lắc. Đấy. Đấy, thì trong cái mục này trước đây anh em nào mà đã collect trên 25, từ 25 NFT trở lên thì anh em sẽ được đó là cái level đó là Legendary, thì nó sẽ hiện ra chữ summon như thế này. Thì anh em thu thập, nếu mà anh em thu thập dưới 25 NFT á, thì từ 20 đến 24 NFT là cái NFT EBIT nha, các bạn sẽ được level EBIT. Còn level thu thập từ 15 đến 19 NFT đó là các bạn sẽ được level là Ray. Còn từ 10 NFT đến 14 NFT đó là level là Uncommon. Đấy, thì hiện tại này nó thì các bạn chỉ cần nhấn vào chữ Summon thôi, thì nó sẽ thông báo cho cái địa chỉ ví của mọi người là được cái level nào nha. Thì hiện tại mình thu thập đủ là 25 NFT, cho nên là mình có level đó là Legendary này nha. Đấy. Đó, thì anh em trước đây nào làm thì chỉ cần vào đây rồi anh em chọn vào nút, nhấn vào nút Summon, rồi các bạn nhấn nút là Confirm and Mint. Các bạn đợi cái ví MetaMask nó mở pop up ra thì các bạn là xác thực giao dịch thôi nha. Các bạn xác thực giao dịch phí gas, thì phí gas min đâu đó khoảng là 0,13 đô, tương đương là 0,00063 BNB. Đấy, các bạn xác nhận trả phí thôi. Ok, thì như vậy là mình đã min thành công congrats như thế này. Đấy, thì sau khi mọi người min xong thì nó sẽ xuất hiện ra cái Bandakin, cái NFT Bandakin là hiện thoại của mọi người như thế này. Đó, Legendary này. Đó, theo rank nha, các bạn min theo rank nha. Các bạn rank nào thì nó sẽ xuất hiện ra một cái NFT rank khác thôi. Của mình là rank Legendary thì mình sẽ nhận được cái rank Legendary như thế này. Đó.
Đó, ngoài ra thì các bạn cứ giữ cái NFT này nha, các bạn cứ giữ thôi, đợi nó random thôi đấy. Còn bạn nào mà không muốn giữ, bạn nào không muốn tham gia thì có thể là lên OpenSea để các bạn là bán nha. Hiện tại thì trên OpenSea nó cũng đã list rồi, nó cũng mình cũng thấy có volume rồi, volume cũng khá là cao rồi các bạn. Ủa trên OpenSea nó còn hỗ trợ mạng lưới BSC không ta? Mình nghe thông tin là OpenSea nó hủy niêm yết cái mạng lưới BSC rồi, không biết nó còn ấy không. Okay, sau khi các bạn min xong á, các bạn có thể là nhấn qua trên OpenSea, các bạn có thể là kiểm tra cái NFT của các bạn ở bên một, đó là Acti nè. Các bạn nhấn vào một Acti thì các bạn sẽ thấy được cái lịch sử của các bạn ở bên đây thôi. Đây, cái lịch sử của các bạn nè. Đó, nha. Thì để check được thì các bạn quay trở lại với cái mục là Conlet. Thì trong cái mục Conlet này thì các bạn có thể là chọn cho mình là cái phần chain này nè. Chúng ta là filler, chúng ta là chọn lọc ra một chain này nè. Các bạn nhấn vào chữ là BNB Chain thì những NFT ở trên mạng lưới BSC đang có trên ví của các bạn thì nó sẽ xuất hiện ở đây. Tuy nhiên nếu mà nó không xuất hiện ở đây nha, nếu mà nó không xuất hiện ở đây thì các bạn chọn vào cái mục Mo giúp mình. Trong cái mục Mo này các bạn nhấn mục Mo, rồi các bạn chọn cái mục là mục Hidden, là cái mục bị ẩn á nha. Các bạn chọn mục Hidden thì các bạn sẽ thấy được những cái NFT mà đang bị ẩn ở trong đây nha, sẽ thấy được những cái NFT mà đang bị ẩn trong đây đấy. Hình như là cái NFT của mình sao nó không hiện đây ta. Để mình chọn lại cái mạng lưới BNB Chain thử xem. Nó không hiện luôn các bạn. Trên OpenSea nó không hiện luôn. Hình như nó chưa transfer về cho mình hay sao ấy. Ở bên mục lịch sử, bên mục Acti, bên mục lịch sử thì mình có cái lệnh này rồi nè. Đấy, mình nhấn vào thì nó có này. Đây, over này, sở hữu là you này. Dù nghĩ là mình này. Đó. Có run luôn các bạn, NFT nó có run luôn. Ok, thì cái bộ sưu tập này hiện tại thì đây là cái bộ sưu tập của Legendary Bandakin này. Volume hiện tại người ta mua bán là khoảng là 47 BNB rồi nha. Thì hiện tại không có ai bán đâu các bạn. Mình hồi nãy mình check là thấy có mà ta. Đây người ta bán này, 16, 12 đô này, 15 đô này. Hồi nãy mình thấy nó có cái NFT màu tím lên 30 đô luôn. Hiện tại là đang có 39.000 người sở hữu cái NFT là Legendary. Tại sao nó không hiện ra cái mục buy sell ta? Nó không hiện ra NFT luôn các bạn ạ. Chỉ nó chỉ hiện cái lịch sử giao dịch thôi. Hình như là nó trên OpenSea nó không hỗ trợ cái mạng lưới BSC nữa sao ấy. Các bạn có thể là check bên Element ha. Bên Element, bên Market Element họ cũng ấy mà. Cũng có mạng lưới BSC mà. Hiện tại mạng sao nó lắc cái ta? Mạng lắc là do web ta. Ok, thì hiện tại các bạn cứ giữ đó đi nha. Để mình đọc xem. Violet again September 26. Thời gian nó sort final ray. October M. À, các bạn giữ đến ngày 4 tháng 10 luôn nha. Các bạn cứ giữ đó đi, đừng có bán nhé. Đấy. Ok, hoặc là các bạn có thể là xem ở trên ZK Prime, các bạn chọn qua cái mục đó là mục cái mục My NFT thì các bạn sẽ thấy được cái NFT ban Legendary hoặc là cái Liver gì đó của các bạn thôi. Để mình check trên Element thử có người bơm mua bán không nha. Trên Element nó hiện không ta? Đây trên Element nó hiện nè các bạn nha. Đây. Nhưng mà hiện tại cái API của NFT nó chưa hiện nè. Mình nhấn qua mình xem thử. Đây.
trên này nó không hiện cái hình ảnh ra thì các bạn có thể là nhấn vào cái NFT của các bạn á, rồi các bạn nhấn vào chữ cái hình dấu mũi tên xoay này để các bạn là refresh lại cái API của cái NFT đấy nha. Tại mà sao mạng lắc người ta. Đấy các bạn cứ refresh lại thôi, là tí nữa nó sẽ hiện thôi. Float hiện tại là 0,06 nha các bạn. Thì volume cũng khá là cao ấy, 48 BNB cũng ổn á nha. Người ta cũng bán khá nhiều này, người ta treo bán khá nhiều này. Thì chắc là những người nào mà chích, những người nào chơi nhiều quý thì người ta bán bớt á các bạn. Đấy. 0,06 BNB thì tương đương đâu đó khoảng là 12 đô thôi. Đấy. Thì mình làm có một quý thôi cho nên là mình sẽ giữ, mình sẽ không bán nha. Ok. Ok thì như vậy là cái video mình update lại cái việc min cái NFT Bandakin đến từ nền tảng Zekka Pride thì đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.